đó là nó chạy á, chạy té à, chứ không có gì luôn, chạy té nên xích cuối tiếng à, né bao giờ mới con này nó quậy lắm, nó chạy nhảy xuống rồi. Đâu tới ai vô đây chưa? Không ra không vô con con tên gì hả? Tên gì? Họ đây à, và thầy sẽ cương quyết đến cùng là sẽ không có cho bất cứ ai nhận các bé khi mà các bé đến trung tâm bảo trợ xã hội làm con nuôi hết. Thầy đã cương quyết nói là đã giao 14 bé cho các trung tâm bảo trợ xã hội thì khi nhận về sẽ đầy đủ 14 bé quay trở lại với tu viện. Dạ, đó là những thông tin mà Dương muốn gửi đến quý vị trong video ngày hôm nay. Tất cả những thông tin này và những video trước luôn Dương muốn gửi đến quý vị đó là những thông tin đã được xác thực rồi. Có nhiều quý vị khán giả hỏi thì có nói, có bình luận bên trong video của Dương á, đó là đưa những thông tin mà sàm, những thông tin mà không chính thống, những thông tin là có thể lấy ở đâu ra. Nhưng mà tất cả Dương cam đoan luôn, không biết kênh khác như thế nào, còn kênh của Dương á, thì tất cả những video mà em đưa lên quý vị, những thông tin mà em làm video truyền tải đến quý vị, đó là những thông tin mà em đã được chính những người trong cuộc, có thể là các cô chú không muốn lên hình và Dương sẽ không có công bố là cái lời nói hoặc cái thông tin này từ đâu, nhưng mà với tất cả những uy tín của Dương trên kênh thì đảm bảo với quý vị đó là những thông tin chính xác nhất. Còn những kênh khác họ đưa thông tin thế nào về vấn đề tu viện đóng cửa mở cửa thời gian nào á thì cái đó em không có bình luận nha quý vị ha. Còn những thông tin em đưa ra đó là những thông tin tại tu viện Minh Đạo và hiện tại em đang ngồi tại tu viện Minh Đạo luôn ạ. Ở trên đời này mình nếu mà nói về thầy á thì không có ai mà thương đệ tử bằng thầy đâu, thương trong gan trong ruột mà thương ra. Tụi con đừng bị người ta lợi dụng, thời buổi giờ mà tự nhiên tới sẵn sẵn vô mà đòi nhận đứa con nuôi mà cãi thì cố xác đó, coi chừng nó về là nó đê qua Trung Quốc, đê qua Campuchia hồi nào không hay là chết luôn. Mấy cái người dân quê nghèo nè, nó bị người ta đưa qua Campuchia đi làm với mức lương 30 triệu một tháng, ai không thích, vay tiền với đồ đưa đóng cho họ đưa qua Campuchia, đam Campuchia xong nó bán riết, nó bắt làm toàn những cái chuyện phi pháp không, cuối cùng mà nó giết chết bên đó cũng có, rồi phải đóng tiền để chuộc về mà đi qua xã hội đen không. Lúc đi thì có 20-30 triệu mà chuộc tới 400-500 triệu, 300-400 triệu, nhà nào cũng bán bò, bán xe, bán đất, bán lúa mà chuộc không được, có khi chuộc còn có cái hũ á, chết mất rồi. Thời buổi bây giờ thật sự là xã hội rất nham hiểm, ngay cả những người tu mà còn nham hiểm không đỡ được kịp thì bên ngoài thật sự khó lường. Nhưng mà tại sao mình giải thích chứ bo, tại sao thầy đặt con tên Sang? Tại mẹ con tên giàu, mẹ con tên giàu cho nên thầy đặt con tên Sang. Giàu sang gộp lại thành sau này con có tương lai. 13 năm nay giàu không bao giờ đến thăm một lần, cho nên con có sang thôi, con không có giàu. Con tin đi, con đi một thời gian sau con về thầy cho con căn nhà. Con tin điều đó, về thầy thề trước Tam Bảo thầy sẽ làm cái đó cho bằng được rồi thầy mới chết. Còn khi chưa làm được thì không dám chết đâu, cho nên các con yên tâm nha, tin thầy nha, đừng bị người ta. Cái cô đó cô chửi thầy luôn, tại sao mà tôi có tiền có bạc tôi binh Mỹ nữa, tôi nhận về tôi nuôi cho ăn học đầy đủ, còn thầy nhơ nhớp dơ giấy nhà cửa không có mà thầy ôm một đống vô thì nuôi làm gì? Không lẽ là thầy gì ôm hết tụi nó rồi thầy kiếm tiền đúng không? Thầy gì tiền nên thầy ôm chứ sao không tiền sao thầy không cho tôi nuôi? Từ khi tôi có điều kiện nữa mắt thầy bên Ấn Độ, dạ thầy tình cờ gặp cổ trong khách sạn, cổ chửi thầy tới tấp luôn, và từ đó sau không đến chùa thầy nữa, tại vì vì là nhận một đứa mà không cho. Và thầy không có tin người giàu mà đi nhận con mà đòi phải đủ giàu đủ sủ đủ thiệt hợp tuổi. Đợt trước thật ghen lúc một tháng đó, tụi có cô đó nó đây nhận làm cô luôn, thầy không cho, cô đó cô lên cô liễu. Rồi cô đó thôi bây giờ cho cô nhận thích cũng được. Hồi đó cô Linh đã giữ với cô 5 ngàn, rồi lăn lăn thấy người ta giàu có cho.
một sức quá trời đi lên Sài Gòn một ngày thôi, lên nhận tổ quy đông rồi lập về. Lúc đó thầy thấy Mimi, thầy kêu bắt được quy đông rồi ẩm theo. Lên trở với ông thầy tướng, thầy có nào coi ông nói cái thằng này thật sự nó có một cái mạng nó bị tụi của cô mà nhận nó về các cái đây là cô phá sản đi, lên đặt ẩm xuống trả lại. Sau biểu thầy làm lễ xả hạn, thầy nói thầy đâu có cho nhận cô nuôi đâu mà làm lễ xả hạn, cô chỉ ẩm nó về thăm nhà thôi mà chưa làm cái ký kết gì là con của cô nuôi thì không có khả năng mà làm cho cô phá sản. Thế nên không cô không cần mà gọi là làm lễ giải hạn gì hết. Rồi nói với cô một hơi, cô cũng mắng hay nữa. Rồi từ đó nay thằng Ken là 10 tuổi, là 11 tuổi rồi, có bao giờ cô quay trở lại đâu. Cho nên cô nghe lời ai nói nhận của đứa cô nuôi rồi xong về nhà làm ăn phát tài. Tự nhiên rồi cái nhận là ăn không được cái lỗ thừa. Thế không còn hiểu ông người đời. Cô kia đến xin một đứa mà bảo phải lựa cái đứa cái mặt như vậy, rồi cái tuổi như vậy nó mới hợp với con. Thầy nói với cổ rằng là thầy nhận con rất á, hoàn cảnh nó khổ quá trời, mẹ nó phải đi được đường xa chợ không đưa nó nổi, là được vì mạng nó, vì mạng của mẹ nó mà mình nhận, chứ mà làm gì mà tuổi này tuổi nọ hết xui. Nên người đời họ nhận một đứa con họ còn cái gì đó, rồi mình chưa nói đến cái thành phần bất hảo trong cuộc đời lợi dụng với này sao. Thương đâu có phải nói một lời là thương được, còn phải chịu đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống nữa. Còn nó phải bệnh đau nửa đêm nữa không? Còn phải chịu tính nết của từng người nữa. Con thấy anh bệnh viện không? Anh ở với thầy á, có ai mở với thầy 4 năm học lớp 8 mà đóng tiền trường học 12 là mới nghỉ. Xe hôm nay là sắp 3-4 chiếc rồi. Vừa rồi sắp cái chiếc cuối cùng lên công an bắt luôn, đã bắt luôn. Mà 4 năm lớp 8, 59 tuổi vẫn còn lớp 8 hoài mà tụi con gọi dây với thầy có, thầy có đánh là tụi con làm không? Có la cái gì không? Đến nỗi mấy em lớn nó dùng nói thầy ấy, thầy là giống như thầy bị khùng của gì. Nó cứ học rồi nghỉ một nghỉ mà thầy sắm xe cho nó học rồi bán ra luôn. Bên đây nhập viện với nó mà chưa xuống nhập viện mà. Cái đồ về là, nhớ không? Con phải ở với nó hết đau rồi. Hết đau là do người ta tiếp thuốc, người ta truyền nước, người ta chiết thuốc giảm đau nó mới hết. Con chạy về tới chùa là nó giúp cái đau này liền. Rồi mình chạy vô lại bác sĩ mà giận. Nên con phải ráng ở hết một tuần để họ kiểm tra, không chịu nội xong. Năm nghỉ từ sáng đến giờ bao nhiêu cuộc điện thoại đó, mới chịu ký tên để liên nội xong. Mà anh năm nay của chức tôi rồi đó. Mà anh làm như vậy đó. Cha mẹ ruột của anh còn không cho anh vô hộ khẩu. Thành hà không có thầy như vậy. Mà không tin thầy đi thuyết những người nào. Đó là bây giờ anh học ở đây là người lớn nhất ở đây, lớn gì trong chùa này, có phải những người mà nhỏ không? Anh là mẹ con nuôi là có phải là nhiều lắm không? Hồi xưa anh ở đây nè, anh cũng nhận với cô đó là mẹ nuôi. Cũng chỉ vì là bổ tố tổ chế thì anh cũng vì sao cho anh cũng vì mình vì của chùa mình. Chầu cái tư của chùa mình. Rồi giam cái bụng cho anh ngủ. Ẩm mà thơm mà anh ngủ thôi, cái ảnh nhận là má nuôi. Chỉ có chuyện nghèo đó nổi chứ xuống chùa chỉ làm con quả. Thầy phải cho cái tìm xe xuống rồi cho cái tìm xe về, chứ chỉ không có tiền. Mà chỉ trước anh lập thơ bàn tay vô hàng luôn. Sắp thi lớp 6 rồi, còn có mấy ngày nữa thi mà cũng dẫn đi bóng kêu. Dẫn lên tới thành phố Hồ Chí Minh, dẫn xuống Bình Chánh. Nhận 2-1 miếng bắt thằng Lộc chặt. Dát lên trên xe tải. Mấy ngày đầu còn đưa cái điện thoại, mấy ngày sau thu điện thoại không chặt mí là không cho ăn cơm. Đó, đây nè, ngập đâu rồi. Nay 25, 27 tuổi rồi, sư phụ có nói sai một tiếng nữa không? Rồi bắt đầu là chặt mí muốn chết, đó cũng không cho ăn cơm. Cũng như ai là nó trốn đi, nó cãi lộn, như ai là nó trốn đi. Mà lần nào nó trốn đi là cũng bị xen ngang khổ khó hết. Nó là tính 10 lần trốn đi rồi đó, chứ không phải dưới 10 lần đâu. Mà họ đi 5 năm, 3 năm, 3 tháng, 2 tháng rồi được quay về. Nhiều khi sắm cho chiếc nhẫn sinh nhật, mừng lắm, sắm xong cái đi bán ăn mất tiêu, về không còn chiếc nhẫn. Nhiều khi sắm cho cái dây chuyền lúc sinh nhật rồi đi sao gì về không còn cái dây chuyền. Ở trên đời này mình nếu mà nói về thầy á, thì không có ai mà thương đệ tử bằng thầy đâu. Thương trong rang trong ruột mà thương ra. Tụi con đừng bị người ta lợi dụng. Thời buổi giờ mà tự nhiên tới sắn vô mà đòi nhận đứa con nuôi mà cãi thì cố xác đó. Coi chừng nó về là nó đem qua Trung Quốc, đem qua Campuchia hồi nào không hay là chết luôn. Mấy cái người dân quê nghèo nè, nó bị người ta đưa qua Campuchia đi làm với mức lương 30 triệu một tháng, ai không thích. Vay tiền với đồ đưa đóng cho họ đưa qua Campuchia. Đam Campuchia xong nó bán riết. Nó bắt làm
toàn những cái chuyện phi pháp không? Cuối cùng mà nó giết chết bên đó cũng có, rồi phải đóng tiền để chuộc về mà đi vào xã hội đen không? Lúc đi thì có 20-30 triệu mà chuộc tới 400-500 triệu, 300-400 triệu, nhà nào cũng bán bò, bán xe, bán đất, bán lúa mà chuộc không được. Có khi chuộc còn có cái hũ á, chết mất rồi. Thời buổi bây giờ thật sự là xã hội rất nham hiểm. Ngay cả những người tu mà còn nham hiểm không đỡ được kịp thì bên ngoài thật sự khó lường. Nên hôm nay là chỉ đương cung rồi, là chỉ chấp nhận những cái gì có giấy có tờ đàng hoàng mình mới ký thác thôi. Còn dạng khác là không chấp nhận cái gì hết. Nên cái con giữ giùm để bắt cho thầy, nó thẳng luôn là không cho ai hết, cho dù giàu cỡ nào cũng không cho. Vì hạnh phúc đâu phải là giàu nghèo. Nếu mà giàu mà hạnh phúc, tôi có tiền, tôi có quyền, tôi có đủ điều kiện để cho ăn học, sao không cho tôi? Giàu mà cô đơn thì làm sao có hạnh phúc? Không cô đơn sao đi tìm con cái bên ngoài nhận nuôi? Nhà mình nhận thác từ một người cha, một người mẹ, một người bà, phải giữ cho đến cùng để sau này người ta tới, người ta thăm con người ta, người ta còn thăm nguồn cội người ta nếu người ta nghèo. Lỡ như người ta làm ăn được, người ta tới ta nhận con, mình còn có cái để mình gửi lại cho nó trở về những nguồn cội. Thế còn người ta nhận con nuôi rồi thì cái thứ ích kỷ không bao giờ nó cho biết nguồn cội đâu. Nhiều khi nó đổi tên, đổi họ hết trơn luôn, muốn đi tìm không dễ đâu. Nhiều người nhận xong về thay đổi cái xanh hết trơn luôn. Như cái chùa Bồng Lai này kia kìa, trước xưa mình ông nhận về, ông đổi thay xanh hết. Cuối cùng sau này là họ khác hết, không có mang cái họ cũ. Còn mình ở đây mà ai còn thay xanh, còn cái tên mình cũng vẫn. Nhưng mà tại sao mình giải thích chứ bo, tại sao thầy đặt con tên Sang? Tại mẹ con tên giàu. Mẹ con tên giàu cho nên thầy đặt con tên Sang. Giàu Sang gộp lại thành à, sau này con có tương lai. 13 năm nay giàu không bao giờ đến thăm một lần, cho nên con có Sang thôi, con không có giàu. Con tin đi, con đi một thời gian sau con về thầy cho con căn nhà. Con tin điều đó, vậy thì thề trước Tam Bảo nè, thầy sẽ làm cái đó cho bằng được rồi thầy mới chết. Còn khi chưa làm được thì không dám chết đâu. Cho nên các con yên tâm nha, tin thầy nha, đừng bị người ta. Nhất là Bỉ Du Binh nó cứ chị chạy ai đi bảo lãnh con đi, bảo lãnh con nhưng con ở lại nha. Người ta bảo lãnh mình, người ta lợi dụng bắt mình đi bán cái số chết cha mình. Con thấy mấy đứa đi xin cái bán số đầy chùa mình không? À, mời các con đứng dậy anh Di Đà Phật. Mời các con dùng cơm tam thì một thứ nhất người xin giúp tất cả các vị khác. Thứ hai người xin làm hết tất cả các việc lành. Thứ ba xin nguyện tu học trọn đời và thời độ thần chúng sinh chung. Các con dùng cơm ngon miệng. Hôm nay nghỉ học để bên phòng lao động trung tâm họ về, họ hát được với các con, cho nên mình từ từ không cần một buổi không ngon nghỉ học của chị. Dạ, xin mời quý Phật tử nha, có cơm có không? Quý Phật tử có cơm cải không? Vì thì mấy con có cái con à, dạ quý vị ơi, thì hiện tại bây giờ đang là giờ trưa ha. Thì thầy cùng với các chú tiểu đang ăn cơm phía trên. Thì hôm nay dân ghé tu viện thì cũng xin phép ngồi bên dưới thôi ha, chứ không có lên dùng cơm trưa cùng với thầy và các chú tiểu ở phía bên trên. Dạ đây dạ mến thưa quý vị ha, thì hiện tại các anh chị bên y tế đang xuống tu viện Minh Đạo để khám sức khỏe cho các bé quý vị ha. Thì đợt này sẽ khám cho 14 bé. Đây, ở đây là xe của y tế ạ. Phía bên trong thì đang làm việc nên Dương không có tiện quay bên những người có trách nhiệm, cơ quan chức năng họ làm việc thì không tiện quay. Dạ đây là chiếc xe y tế chở các y bác sĩ xuống để khám sức khỏe cho các chú tiểu ạ. Hả?
đây thì họ đây đâu là tất cả mấy đứa phải chào hết nha. Dạ hiện tại thì thầy Minh Đạo đã qua rẫy được 2 ngày rồi quý vị, cũng như là lời nói của thầy trước đây, nếu các bé có đi về các trung tâm bảo trợ xã hội thì thầy Minh Đạo cũng sẽ không ở bên tu viện nữa và thầy sẽ chuyển qua bên rẫy để thầy ở. Và hồi sáng nay các quý Phật tử cũng đến để hỏi thăm rất là nhiều, thầy có tiếp xúc nhưng mà hiện tại bây giờ thầy sẽ không có cho ghi hình nữa quý vị ha. Nên những hình ảnh về các chia sẻ cũng như tâm sự của thầy thì em sẽ không có đưa lên đây nữa. Sáng nay có một cái sự việc mà Dương muốn chia sẻ đến quý vị là bé Bắp ha. Có một bạn đến gặp thầy để xin là khi nào mà bé Bắp qua bên trung tâm bảo trợ xã hội thì sẽ làm các thủ tục để nhận bé Bắp về làm con nuôi. Nhưng mà thầy đã rất là cương quyết và thầy đã nói ra những cái suy nghĩ của mình, đó là tất cả những bé rời khỏi tu viện để đi đến các trung tâm bảo trợ xã hội khi nào có người thân như là ba mẹ hoặc là ông bà của các bé, máu mủ ruột thịt của các bé có đến các trung tâm bảo trợ xã hội để đón các bé về thì thầy Minh Đạo mới đồng ý. Còn hiện tại bây giờ thầy vẫn đang đứng trên phương diện là đại diện pháp luật của các bé. Nên khi các bé đến các trung tâm bảo trợ xã hội mà có những ai có lòng hay như thế nào đó mà muốn làm những thủ tục hồ sơ để đón các bé về làm con nuôi thì thầy Minh Đạo nhất quyết sẽ không đồng ý cái vấn đề đó. Và thầy đã báo cho bên các cơ quan chức năng rồi là kiên quyết sẽ không có giao các bé cho bất kỳ người nào không phải là máu mủ ruột thịt của các bé nha quý vị. Nên hồi sáng nay thì có một vấn đề tranh luận là đúng rất là lớn luôn, rất là gay gắt luôn, do các bạn đó không có hiểu về cái tâm nguyện của thầy sau khi thầy đã giao các bé cho bên các trung tâm bảo trợ xã hội nuôi. Dạ, và các anh chị hồi sáng có trao đổi với thầy cũng đã cam kết là khi nhận 14 bé được thầy giao từ tu viện dưới 18 tuổi đến các trung tâm thì sẽ trao trả lại cho thầy sau khi các bé đủ 18 tuổi. Khi mà thầy đủ điều kiện để đưa các em về, khi các em đã đủ tuổi trưởng thành quý vị ha. Dạ vừa rồi đó là những hình ảnh Dương muốn gửi đến quý vị khán giả trong video lần này ha, những hình ảnh bên ngành y tế họ đến để khám sức khỏe của 14 bé, sau đó sẽ làm hồ sơ để sắp tới sẽ đưa các bé dưới 16 tuổi tại tu viện Minh Đạo, bao gồm có 14 bé ha, đến các trung tâm bảo trợ xã hội. Thực sự là chưa biết ngày nào quý vị ạ. Và một cái thông tin nữa là hồi nãy trong video thì thầy Minh Đạo cũng đã chia sẻ đến quý vị ha, là các bé sẽ đi đến các trung tâm nhưng mà thầy sẽ
hứa bằng tất cả tấm lòng của mình, khi nào các bé đủ 18 tuổi, bé nào đủ 18 tuổi thì có thể là quay trở về với tu viện Minh Đạo. Khi đó thì thầy đã xây xong tất cả những căn nhà cho các bé rồi đó, và thầy sẽ cương quyết đến cùng là sẽ không có cho bất cứ ai nhận các bé khi mà các bé đến trung tâm bảo trợ xã hội làm con nuôi hết. Thầy đã cương quyết nói là đã giao 14 bé cho các trung tâm bảo trợ xã hội thì khi nhận về sẽ đầy đủ 14 bé quay trở lại với tu viện. Dạ, đó là những thông tin mà Dương muốn gửi đến quý vị trong video ngày hôm nay. Tất cả những thông tin này và những video trước luôn, Dương muốn gửi đến quý vị đó là những thông tin đã được xác thực rồi. Có nhiều quý vị khán giả hỏi thì có nói, có bình luận bên trong video của Dương á, đó là đưa những thông tin mà sàm, những thông tin mà không chính thống, những thông tin là có thể lấy ở đâu ra. Nhưng mà tất cả Dương cam đoan luôn, không biết kênh khác như thế nào, còn kênh của Dương á, thì tất cả những video mà em đưa lên quý vị, những thông tin mà em làm video truyền tải đến quý vị, đó là thông tin mà em đã được chính những người trong cuộc, có thể là các cô chú không muốn lên hình, và Dương sẽ không có công bố là cái lời nói hoặc cái thông tin này từ đâu, nhưng mà với tất cả những uy tín của Dương trên kênh thì đảm bảo với quý vị đó là những thông tin chính xác nhất. Còn những kênh khác họ đưa thông tin thế nào về vấn đề tu viện đóng cửa, mở cửa thời gian nào á, thì cái đó em không có bình luận nha quý vị ha. Còn những thông tin em đưa ra đó là những thông tin tại tu viện Minh Đạo, và hiện tại em đang ngồi tại tu viện Minh Đạo luôn ạ. Dạ, Dương xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi hành trình vừa qua của Dương. Và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau nhé. Dạ, em xin chào ạ.